Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với Thanh Huy Wonderfield và mình là Phương. Và hiện tại mình đang có mặt ở Bình Chuẩn, Bình Dương. Và hôm nay mình có mặt ở đây là để bàn ra một bộ loa kéo cho anh Khang nha các bạn. Và bây giờ mình đã tới nhà của anh Khang rồi ạ. Và loa thì mình cũng đã chuyển vào trong rồi nha. Và bây giờ mình sẽ vào trong để giới thiệu tới các bạn là bộ phê thiết bị của bộ loa kéo 3 bát này. Mời các bạn theo chân mình ạ. Đây là nhà của anh Khang nhé. Đây là anh Khang luôn ạ. Dạ em chào anh ạ. Đây là anh Khang chủ dàn luôn nha các bạn. Chào. Vâng, và em xin phép em giới thiệu bộ loa kéo tới khán giả các anh xíu nha anh. Dạ đây là bộ loa kéo 3 bát luôn nha các bạn. Ở hai bên là có 2 bát 40 làm lời và một bát ở giữa là bát 50 làm tiếng súc nha các bạn. Bên trên là có 2 chép 850. Về phần thiết bị thì gồm có một cục đẩy AD4080, một con văng số 950 Plus, một bộ micro A850 và một chiêng luôn. Và bộ này thì anh Khang có một cặp loa, thêm một cặp loa nữa nha các bạn. Đấy. Đây là toàn bộ thiết bị của bộ loa kéo 3 bát ngày hôm nay. Và bây giờ mình sẽ tiến hành setup và bàn giao cho anh Khang bộ loa kéo này nha các bạn. Mời các bạn lắng nghe chất âm của bộ loa kéo này. Bên em đã set up và bàn giao cho xong cho anh Nguyên rồi nha các bạn. Và bên em cũng có hiện tại là có hỗ trợ trả góp tất cả các mặt hàng luôn nha anh em. Ví dụ như bộ loa kéo này và ba bát này thì bên em đang kèm một chương trình khuyến mãi đặc biệt cho những khách hàng làm trả góp, đó là giảm ngay trực tiếp 3 triệu luôn. Giảm 3 triệu cho những khách hàng làm trả góp. Và những khách hàng mà mua tiền mặt thì bên mình thì giá nó vẫn y nguyên nhá. Vâng, và bây giờ em cũng xin kết thúc video này tại đây. Nếu anh em thấy video hay thì cho em xin một like và một chia sẻ. Cảm ơn mọi anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.